Chào anh em, chào mừng trở lại channel của mình. Và hôm nay là một trận banh nữa. Mình với anh em Hades sẽ thi đấu sân 5 người ở đây. Và có cá Trình này. Đây, Trình Thành. Khánh Bêu. Khánh Bêu chào mọi người đi. Đầu đang ngu. Rồi, còn Trường Sơn bên kia nữa. Có ai biết Trường Sơn không minh không? Một nha, một nữa. Nãy vẫn ngu ngơ mày vậy. Rồi. Rồi, giờ mấy anh em đây đã ma, chờ đợi đối thủ vào. Là mình sẽ thi đấu trận 5 người nha. Mời mọi người thức. Đó lên,
chờ. Hey!
Ủa Đinh Thành nào vậy ta? Đinh Thành nào thấy lạ rồi ta? Ồ, Đinh Thành trên số 10, dưới số 12. À, Đinh Thành khi đã già. Rồi, các bạn muốn hóa thân thành Đinh Thành không? Các bạn muốn xuất mạnh giống như Đinh Thành không? Hãy như anh số 12 này. Chỉ cần à, chỉ cần mặc áo Đinh Thành vô thôi là có thể ghi bàn. Ồ. Đấy, chỉ cần mặc áo số 10 thôi, có chữ Đinh Thành nữa là trở thành Đinh Thành. Rồi ăn đi, đừng chuyện nữa. Ừ, số 10 đứng yên rồi. Hết giờ rồi. Rồi, ok. Rồi, hết giờ. Hết giờ, hết giờ. Rồi, trận đấu kết thúc với phần thắng nghiêng về HDFC với khoảng cách là 5-6 bàn cách biệt vậy đó, không nhớ nữa. Rồi, anh em thấy Đinh Thành hay là đội HDF của mình đã hay thì nhớ like, đừng quên subscribe channel YouTube của Thiên Tài Soccer. Mình sẽ còn làm rất là nhiều video clip về đi đá bóng như thế này. Xin chào và hẹn gặp lại.